Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay em chủ em mới dập thêm một lô động cơ máy móc. Đấy, hàng nội địa Nhật hết nha anh em. Máy còn xuất sắc luôn. Đây, rất là nhiều luôn nè. Từ đầy đủ tất cả dân ma nè, Kubota nha. Dân ma NF đồ nè. Rồi Kubota. Và mấy ga, con này là ga 120. Ga 120 nha. Đấy. Rồi để em đi sâu bên trong kia em quay cho mấy anh em mình xem thêm mấy cái con máy trong kia nữa. Đây, Kubota. Con này là Kubota ND 90. Maximum nè, 2 PS, tua 2000. Lô này về toàn là máy đẹp không nhanh em. Ở nước sơn đồ rin hết. Nè. Anh em nào mà nói sơn lại là chịu luôn á. Đó. Sơn rin hết nha. Còn bóng luôn. Con này Yanmar SS A50. Đây Kubota R, mấy con này R70 nè. Không. Rồi con này là dân ma. Con này nó đầy đủ luôn. Này bằng nhựa nha anh em này. Mấy cái máy này thì anh em có về khỏi xài khỏi suy nghĩ luôn, đồ bền của nó. Ba anh em xài một năm luôn, bao hơi bao khói nha. Này. SS 50 nè. Còn thêm mấy cái động cơ Yanmar S16 đúng không? R70. Ga 120 nha. Nè. Máy này là một máy cái động cơ này thì anh em mua giờ mình có thể chạy vào lãi nè, đốt phát điện. Hoặc là rắc lên dàn xế đó. Cực kỳ mạnh luôn. Đây ga 120 nữa nè. Con này còn rất là mới luôn, bô bọng chấn phiếu luôn nè. Anh em nào mua thì liên hệ qua số điện thoại 0913948706 nha. Hoặc là đến có muốn xem trực tiếp động cơ máy thì có thể đến cửa hàng qua địa chỉ là 277 đường Hùng Vương, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. SS10 nha, rồi SS90 thì đủ hết. Không. Máy đẹp xuất sắc luôn. Nó. Ta quay đâu? Rồi đó anh em đã. Để mà nhờ bây giờ em sẽ test nổ cho anh em xem một con nha. Đây. Rồi đem nổ con Yanmar SS A50 này nè cho anh em nghe thử tiếng máy nè. Con này là nước sơn đầu rin hết này. Hấp chụp cò mới tinh luôn. À, hơi quá dữ. Tuột tuột cái bánh đà rồi. Ủa. Giữ giữ giùm cái nghe coi. Này không ai lên ga nè. Thả xuống nhờ không? Không phải thọt tay kéo ra vậy mày. Đâu.
Xe bằng tay đây, giờ lấy xét cho anh nè. Kìa ra, xe bằng tay ra. Đúng rồi. Ô ghê chứ. Đó, máy cực kỳ nhảy nổ luôn nè. Hơi hám mà bạo hơi bạo khó luôn. Máy nổ im ru luôn luôn nha anh em, đứng xa khoảng 3 mét nè, thấy không? Nổ không nghe tiếng máy luôn nè, thấy không? Đây nghe ra đó. Cái nhỏ rồi. Cái nhỏ nhất. Đó, cái nhỏ nhất đấy. À, anh em nào nghe anh đây à. Thì thăm mưa thì thăm mưa thu luôn nha. Đấy. Rồi ok. Con này là xài khó chơi luôn. Audit A50. Này anh em, giờ mình kéo chạy bơm xịt thuốc rồi á. Xài gia đình khó chơi luôn. Công suất, công số. Hả? Rồi. Đó, anh em nào mua thì liên hệ qua số điện thoại 0913948 26 nha. Đây ga 120 thì con này giá tầm 10 triệu nha anh em. Đó, mấy con nhỏ nhỏ này nè, thì nói chung là giá em không nắm rõ lắm nha. Anh em nào muốn biết giá chắc thì liên hệ qua số điện thoại là 0913948 26 nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào mua thì liên hệ qua số điện thoại 0913948706 nha. Và anh em đến trực tiếp cửa hàng thì qua địa chỉ là 27 đường Hùng Vương, thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại cửa hàng nông ngư cơ Nguyễn Văn Châu. Rồi, em cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Anh em xem video thì thấy hay thì nhớ cho một like, một share và nhớ subscribe kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Và anh em nhớ ấn vô cái chuông nha, thông báo khi nào mà em đăng video lên là YouTube nó sẽ thông báo cho anh em xem. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha.